Để chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10, sáng nay Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đơn vị Hải Châu gồm các ông Vũ Quang Hùng, Nguyễn Mạnh Dũng và Trần Nguyễn Minh Thành đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Nam Dương và phường Phước Ninh, quận Hải Châu. Đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã báo cáo với bà con cử tri về tình hình kinh tế xã hội quốc phòng an ninh của thành phố trong năm 2021, đồng thời thông tin một số nội dung chính của kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10 dự kiến được tổ chức từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 12 năm 2021. Sau khi nghe báo cáo, cử tri hai phường Nam Dương và Phước Ninh đã kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến tình trạng ô nhiễm môi trường, tình trạng ngập úng cục bộ tại khu vực ngã tư Trần Phú, Lê Hồng Phong đề nghị sớm nâng cấp vỉa hè đường Phan Chu Trinh để chỉnh trang mỹ quan đô thị. Các cử tri cũng đề nghị cần sớm hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do Covid-19, đặc biệt là các hộ kinh doanh nhỏ lẻ đến nay vẫn chưa nhận được hỗ trợ để nhanh tiến độ tiêm vaccine mũi 2 phòng Covid-19 cho người dân. Đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố ghi nhận các ý kiến của cử tri và khẳng định sẽ tổng hợp và chuyển đến cơ quan chức năng để phản hồi bà con nhân dân trong thời gian sớm nhất.